Chào mọi người trở lại với Hiểm Biết Cày. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái con máy, một cái model, một cái thương hiệu mà phải nói là đứng thứ nhất thế giới về chất lượng cũng như là cái tuổi đời của nó. Con máy mình nhắc đến, cái thương hiệu mình nhắc đến đó chính là Sonda. Thì hiện tại đây là cái con máy mà đang ở khu vực Thái Lan. Thì thằng này là cái thằng 5055E. Nếu mà anh nào mới nhìn vô thì nói tại sao 5055E mà nó bánh lớp to vậy? Thì đó là cái sự thay đổi của Sonda nha. Cả bên thường Thái Lan thì họ sẽ mang bánh béo và gây lì của BKT như thế này. Thì 5055E này hiện tại nó sẽ mang cái bánh là mang cái lớp là 18430, là cái lớp phía sau, 12.4/24 là cái lớp phía trước. Còn tất cả những cái thông số uy gan, những cái phiên bản ở Việt Nam hết, từ số má cho đến những cái vị trí như ly hợp heo rồi các thứ nó như nhau hết. Nó sẽ không giống như những cái phiên bản ở Australia mà nó sẽ thay đổi gì đâu. Rồi, một số cái chia sẻ gửi đến mọi người. Anh chị nào đang có nhu cầu về máy nông nghiệp, những con máy mà đã qua sử dụng ở các thương hiệu của Volta, Sonda thì có thể liên hệ với tôi thông qua cái số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn cho mọi người những con máy mà nó phù hợp nhất với nhu cầu và cái mục đích sử dụng của mọi người.